Đấy, cho một củ. Củ này á. Em ăn lắm. Của con này, của con này. Đây, ăn con, ăn con.
Thank you.
Nấu như lúa á. À, lấy ai bỏ. Bà ơi đi. Bà ơi. Bà ơi. Bà ơi. Bà ơi. Bà ơi. Bà ơi. Bà ơi.
Đấy, chị đi chợ về rồi. Rồi nha.
con đứa của bé là gì? Bước đi về đi con. À, cái này, nhìn này, ở dưới này. Quả gì đấy cô đây? Quả hồng xiêm. Một cân bao tiền? Một cân 10.000. Bán cho một cân nào? Đi đâu đấy mà? Đến bà đi về nào. Thank you.
Bà lấy hết đi nhá. Ừ. Ván đi cậu. Có 30.000. Con này đi về đi. Đi về đi. Đây là mẹ bé đó. Làm gì có tiền? Làm gì có tiền? Đúng rồi, đúng rồi, cái đó kia, mà đi cướp, hả? Hả? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, guys.
Mẹ. À chứ. Được chưa? Được chưa? Đi. Nghịch
nghịch là con này. Dê bán nhót à? Bán nhót tiền cân đây. 10.000 một cân. Lấy cho em 3 cân. Chọn. Ngon thế nhỉ? Chị cân hộ em nè. Rồi rồi, em lấy bằng mấy rồi? Bán nhót à, cút ơi. Nhót đi. Lấy hết chỗ này cho đi. Con. À, thấy con bé em mẹ này. Bao tiền đấy? 40.000 đấy. Nhịch bấn thế con. Nào lên đi con.
Còn bên này trước nhá.